chuyện mà đến cái đêm tân hôn mà em mới phát hiện ra. Thì trước đó thì không có biết, mà ảnh làm em cũng hết hồn lắm nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ một cặp vợ chồng tiếp theo. Và để gặp gỡ họ, mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên Trần Công Quang, 34 tuổi. Và em làm bên điện công nghiệp. Dạ, em tên là Kiều Thị Thanh Hương, năm nay 28 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học. Mối tình của các bạn như thế nào? Anh này đến gắn điện ba pha cho nhà cô này. Dạ. Anh làm hợp đồng rồi gắn điện ba pha rồi gặp cô gái này, xong mà cua luôn, đúng không? Dạ, không phải. Không phải. Dạ, em thì hồi xưa học sư phạm chung với chị họ của ảnh. À, lúc đó thì ảnh thì đang cô đơn, đi chia tay bạn gái cũng lâu rồi mà chưa có bạn lại, cho nên là chị thấy vậy mới định là mai. Thì trong nhóm tụi em thì có 10 cô bạn gái chị thân, thì có còn là 6 cô chưa có người yêu, thì không biết nghĩ sao hay là chọn em để cho số điện thoại cho ảnh. Mà em không có thích làm mai, tại vì em thấy hay tự ti lắm, không có được xinh đẹp cho nên là sợ cảnh làm mai lắm. Nhưng mà chỉ cho số mất tiêu rồi nên thôi lỡ rồi, nói chuyện đại coi sao. Rồi nói chuyện đại sao? Dạ, ảnh nhắn tin nói chuyện. Tức là bạn này biết là đang có một cái người muốn mai mối mình cho bạn này đúng không? Dạ thì em cũng chủ động, bữa mà ra nhà chị họ, xong rồi cái chị họ ngồi chơi, chị họ giới thiệu. Tức là đã gặp nhau em rồi. Em đã biết bạn này và em chủ động để. Dạ không, nghe cũng như ngồi nói chuyện trao đổi với chị họ nói là giới thiệu cho cô này. Nhưng mà dạ, ý chị hỏi là em lúc đó em đã thấy cổ rồi, nhìn thấy cổ rồi đúng không? Dạ chưa thấy, cũng lấy hình ra cho coi thôi. Nghĩa là làm mai qua hình ảnh đó. Làm mai qua hình ảnh. Thì ở trong hình với ngoài đời lúc mà tụi em gặp nhau á, là tụi em có cảm nhận là cũng giống như trong hình không? Dạ, thì em thấy thì cô này nhỏ nhắn mà trẻ nữa, sinh viên nữa. Thì chạy tung tăng y như nít. Cảm nhận đầu tiên. Gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ, gặp anh ở ngoài thì ảnh hơn mình 6 tuổi, mình nhìn cũng chững chạc quá. Trong khi mình thì còn trẻ con nhí nhố nên cũng chưa có ham hố của bạn trai. Nhưng mà lúc đó thì ảnh cưa nhiệt tình lắm. Như vậy đó, đi làm lúc đó là gần Tết á, tăng ca nhiều lắm, 8 giờ, 9 giờ mới về mà cũng chạy xuống với em. Rồi, bao lâu thì hai bạn mới chính thức là yêu nhau? Không biết chừng nào nữa, tại vì cô bạn của em á, là chị của ảnh giới thiệu á, thì nói gì nè, anh ảnh đàng hoàng lắm, quen được là ảnh cưới đó. Vậy đó, xong mình mà nếu như mà quen không được thì cũng đừng có lo, tại vì ảnh quen hai cô bạn gái trước á, chia tay xong có chồng hết rồi. Hết sợ rồi. Giờ là hết sợ rồi. Hết nhanh hơn lắm. Dạ, đúng không? Ví dụ không hốt được ảnh thì sau này có chia tay thì mình cũng có vợ. Dạ đúng rồi. Cho nên em yên tâm phải không? Dạ. Rồi, tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ 4 năm. Bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi. Rồi, sau khi cưới về rồi có tật xấu gì lòi ra không? Dạ, có một cái mà chuyện mà đến cái đêm tân hôn mà em mới phát hiện ra. Thì trước đó thì không có biết, mà ảnh làm em cũng hết hồn lắm nè. Cái hôm đó là đãi cũng trễ nên là hai vợ chồng mệt lắm. Em đang ngủ say tự nhiên nghe anh, em ơi ra cổng chụp hình em ơi. Cái em đang mệt quá trời luôn. Em nói trời ơi, giờ còn phải dậy chụp hình nữa. Cái xong em mơ màng em nhìn qua nó, ủa tối thui gì còn ra cổng chụp hình cái gì. Cái xong nhìn qua thấy anh đang ngủ, kêu ra chụp hình em ơi. Cổng mới hả? Dạ. Nghe kể tôi hết hồn tưởng gì. Dạ. Này á là cái thật mà có lợi cho em đó. Dạ cũng may là không có gọi cô nào, không có. Đó. Chẳng có gì. Có nghĩa là những cái người mà ngủ mới đó. Dạ. Ngủ mới đó thường là ban ngày đó, người ta có cái chuyện gì ban đêm ta hay mới lắm á. Dạ. Vậy có lần nào mới mà khai ra một cái gì đó bí hiểm không? Dạ không, đi ngủ cứ nói chuyện công việc không à. Với là nguyên cái tuần mà sau khi kết hôn xong, trời nguyên tuần nó cứ nói chuyện đám cưới. Cứ kêu đừng đạp váy tội lắm. Mà mớ nó ra ngoài vậy. Tội nghiệp quá. Có cưới nào mà mớ kêu tên ai không? Ví dụ như Lệ, Vân ơi. Dạ chưa. Có hỏi rồi mà nói là chưa. Chưa chứ phải là không đúng không? Nhưng mà biết đâu được là ảnh biết cái tật của ảnh, cho nên là ảnh sẽ có mật hiệu với những cô khác. Ví dụ như là cô đó, nhưng mà sẽ kêu cô đó. Em ơi, tôi quy định, không, kêu là Quốc Thuận. Em phải nhận em là Quốc Thuận nha, chưa đó. Không là kêu mấy cô kia, em bây giờ tôi biết em tên ABCD
Huệ, Hường Lan rồi đó, nhưng mà tôi mặc định em tên là tên Hương nè. Để như vậy tôi gọi tôi bị bà xã trùng tên với bà xã là bà xã không nghe đúng không? Ông là nghe say... không có chỉ đâu mà nghe. Dạ. Say quá nói vợ lại xô ra không phải vợ là được rồi. Dạ. Thôi. À, còn tật xấu gì nữa? Dạ, chồng thì cái lúc quen nhau thì ảnh rất là nóng tính, ảnh nóng dữ lắm. Đến nỗi mà má chồng phải nói trước á, về nhà chơi má chồng hay nói là ảnh nóng lắm. À, con là phải nguội mới được, con mà nóng luôn là hai đứa không ở được với nhau đâu. Cái lúc đó em cũng sợ, cái em mới hỏi nói chuyện với ảnh, em mới nói là anh nóng tính vậy giờ lỡ mai mốt hai vợ chồng có chuyện gì cãi vã rồi sao. Cái anh mới nói là thì cãi thì thôi nhịn đi ra ngoài chứ sao. Thì bây giờ anh làm y vậy á, hai vợ chồng mà có cãi nhau giận nhau gì cái ảnh im vậy. Sáng sớm anh đi làm sớm, cái trưa thường ngày gọi điện, bữa đó không gọi điện, tới chiều tới giờ về rồi cũng chưa về nữa, đi lang thang uống cà phê vậy mình vậy đó. Em thấy trễ quá em mới gọi điện, cái em mới nói là giờ anh buồn quá à. Cái em mới nói thôi buồn về nhà đi, trễ rồi. Cái anh nói anh về. Đến khi về rồi hai vợ chồng cũng không nói với nhau tiếng nào, ôm cái rồi tự về luôn. Rồi còn gì nữa không? Tật xấu gì nữa không cơ? Dạ. Nãy giờ nó đâu phải tật xấu đâu, toàn tật thấy toàn dễ thương không mà. Gây lộn với vợ bỏ đi, không gây lộn. Không có cãi lại. Thì bởi vậy em cũng thấy là em rất là may mắn khi mà lấy được ảnh. Bây giờ tới quen đó. Dạ. Vợ em đây, hồi đó để mình xác định lại, đây là tiết mục là kể xấu đi người bạn đời của mình nghe. Dạ là xấu thiệt à. Dạ. Làm hồi đó mong muốn là được người vợ nấu ăn ngon. Trời ơi nấu ăn cực kỳ ngon luôn. Nghĩ đen, ấy nghĩ bóng luôn. Nấu thơm thiệt là thơm. Xong cái hai đứa em chồng chuẩn bị dọn phụ lên ăn. Vừa ăn một chén xong cái đi nó thôi để em ra ngoài ăn. Xong rồi làm chồng ăn hết luôn. Ăn sao để vậy? Cho vợ vui. Cái vị nó làm sao? Trời ơi nấu vậy nó lạ lắm. Lạ lắm. Cái cánh gà chiên nước mắm trời ơi. Ta nấu ăn nó chua ngon, cái này nó chua nó ngọt. Nó chua nó ngọt luôn. Trời ơi hai cái nó dư là sao? Chua vậy ngọt là dư đường mà dư tắc nữa. Dạ. Yeah. Sao chua ngọt hả? Cánh gà dạ, chua ngọt. Dạ đó. Em hơi biến tấu chút không ạ? Dạ. Còn gì nữa không em? Rồi còn kho cá thì thôi sợ nhất mùi tanh. Có nghĩa là không khử được cái mùi tanh của cá. Dạ. Dạ không có. Vợ em kho cá hú thì ngon lắm. Má chồng mới thấy kho cá ngon quá. Cái chiều hôm đó má đi chợ thấy cá sặc, má nói má thèm món này quá đem về cho con dâu làm. Thôi sao cái món đó em cũng làm giống vậy mà nó không có ra cái mùi giống vậy, nó ra cái mùi kỳ quá. Nó tanh luôn. Dạ nó tanh. Trời, đúng rồi. Rồi cuối cùng ảnh ăn hết luôn. Cuối cùng em hốt hết đâu em? Trời ơi hốt hết chứ đâu. Con chồng quá là đáng yêu đó. Còn gì nữa không? Dạ thì còn cái bề bộn. Bề bộn. Trời ơi giáo viên tưởng đâu ngon lành lắm. Trời ơi trời. Chết chết. Trời ơi 5 triệu giáo viên trên cả nước con mèo cái con này. Ông đại nói riêng giáo viên Hương này ngon lành lắm. Dạ. Thôi, tại vì vợ nhiều việc, con nhỏ nữa. Thôi cho vợ cho qua. Cho qua cũng ráng chịu bề bộn luôn. Nhưng mà chắc chắn anh chồng em là người rất là cẩn thận và rất là tỉ mỉ đúng không? Dạ. Con trưởng trong nhà. Ừ. Nên là cũng chững chạc lắm. Như là cũng hơi khó tính gia trưởng. Ừ. Nhưng mà nói chung là rất là thông cảm cho em. Ừ. Rồi bây giờ Quang mong muốn ở cô vợ thay đổi điều gì? Dạ thấy hai vợ chồng cũng vui nên chỉ cần vậy nhưng mà nấu ăn ngon hơn, hay hơn, gọn gàng hơn. Quá dễ rồi. Rồi còn em. Hương. Dạ lúc trước thì em sợ nhất là cái tính nóng của anh. Bây giờ thì anh khắc phục cũng tốt lắm. Nên là chỉ mong là ví dụ như mà có buồn á, có đi ra ngoài thì cũng đi nhanh thôi về, đừng có đi lâu quá. Dạ em cũng lo. Tức là bớt giận dai đi một chút. Dạ giận đâu có dai, có ngày. Ngày cũng là dai rồi đó. Bên này mong là phải bớt nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi thực ra nãy tụi em mà dắt tay nhau lên đây là chị thấy cái sự viên mãn trong mặt của đúng dâu. Vậy. Chồng thì mặt nó ông tươi. Yeah. Làm ăn phát đạt lắm nè, hai chồng thì đúng không? Tươi thì tươi vậy đó. Và cái phần mà nói xấu về nhau đó không như... có gì xấu để nói luôn chứ. Giống như là tiết mục như khoe tính của người bạn đời mình nha. Rồi. Ôi giờ với tụi em thì không có lời khuyên gì hết trơn, trời chỉ cứ thế em hạnh phúc thôi. Cứ thế mà nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Yeah. Và vui vẻ viên mãn và tận hưởng cái cuộc sống.
nha. Dạ, dạ. Rồi, xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Biết ảnh là có bạn gái, thấy vậy nên cũng hơi thụt lùi. Nữa anh có bạn gái rồi, thôi bây giờ mình giống như coi như bạn đi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em Trần Ngọc Quốc Bình, xin chào chị Hồng Vân, anh Phúc Thuận với tất cả khán giả. Bao nhiêu tuổi này? Em 31 tuổi. 31. Em đang công việc em làm gì? Em đang kinh doanh buôn bán bánh ở nhà với vợ. Bán bánh hả? Dạ. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Thanh Tâm, năm nay em 27 tuổi. Em bán bánh online. Nhưng mà trước khi mà em lấy ảnh thì em công việc em là gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng ở Vincom. Rồi bây giờ về nhà như phụ ảnh bán bánh. Dạ không, em với ảnh là hồi đó em đi xe bus đi làm thì gặp ảnh. Ảnh bán vé xe bus. À, chuyện dạ. Tình yêu của các bạn chắc chắn là sẽ bắt đầu từ chuyến xe bus. Dạ. Đúng không? Như thế nào, kể chi tiết cho nghe. 9 năm về trước là em gặp bà xã em đi xe buýt. Thì cái đập vô mắt em đầu tiên á là rất là dễ thương. Cực kỳ dễ thương, hồn nhiên lắm anh. Các em lấy hết can đảm mời bà xã em lên ghế đầu ngồi. Ghế đặc biệt ngồi. Thì mình cũng như kia ra lăng rồi nói chuyện rồi này nọ rồi với cổ. Thì... em có thể kể được dạ. Dạ chắc tại anh rung. Anh rung quá đúng không? Cho dạ, nhầm dạ. Tay nào. Dạ tại vì hai vợ chồng em á đi rồi gặp nhiều lần trong vòng 2 tháng đó rồi. Em đi làm tối về cái ảnh cũng mua sữa, mua nước, bánh trái cho em ăn. Ảnh nói là em ốm quá đi. Xong cái cũng thấy ảnh cũng ga lăng rồi mình con gái mình cũng thích. Rồi sau thời gian đó em cũng biết ảnh là có bạn gái. Xong cái em mới thấy vậy nên cũng hơi hụt lùi. Thời gian đó là mẹ nói thôi nhà mình có xe máy rồi mẹ tập cho con đi. Rồi em đi xe máy luôn rồi mất liên lạc. Mất số liên lạc luôn. Mất liên lạc luôn. Mất, dạ. Mất bao nhiêu lâu thì mới nối lại được? 3 năm. 3 năm. Dạ. Có nghĩa là gặp nhau cách đây 9 năm. 9. Rồi mấy tháng trời là 2 tháng hay đi xe buýt chung với nhau? Dạ đi xe buýt trong vòng 2 tháng. Mà mất liên lạc nhau 3 năm. Dạ. Cơ duyên nào mà tụi em gặp lại? Dạ. Tái ngộ đó. Dạ, 3 năm sau á là chồng em á là ảnh không còn làm bên xe buýt nữa là ảnh mới chuyển sang làm mấy cái quảng cáo bên Passion. Rồi ảnh mới gặp em. Gặp lại cái em ủa sao anh này quen quá. Cái mới quay đầu lại mới ủa anh Bình phải không, cái nó anh Bình, cái xong hai đứa bắt chuyện nói thì xong cái xin số điện thoại rồi hai đứa đi chơi lại mới gặp nhau lại. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà 3 năm trước đó là em có bạn gái rồi cho nên là em không có muốn chủ động coi như là tìm cô này nữa hay sao? Cái lúc mà em gặp lại bà xã em á là lúc đó em vẫn còn quen người kia. Thì đó. Dạ. Xong rồi nhưng mà cũng giống như là mình gặp lại là tự nhiên tiếng sét á tình hay sao á. Thôi. Tại vì đẹp hơn lúc 3 năm trước đó. Chắc có thể là vậy. Cái xong rồi bồ của em lúc đó thì có đi về Hà Nội một tuần. Thì trong một tuần đó thì cũng coi như là bạn bè, cũng đi chơi rồi ăn uống cũng qua lại thôi, nói chuyện như bạn bè thôi. Nhưng mà khi mà người ấy vô á thì em mới nhận ra là em yêu bà xã. Em làm theo con tim mình. Chị hiểu rồi, nhưng mà ý chị chỉ muốn hỏi em thôi là em bắt cái hai tay trong thời gian bao lâu thì em mới xác định là em yêu bà xã em hơn. 7 ngày hả? 7 ngày đợi mong thôi hả? À, em biết không? Dạ, em có nói thôi bây giờ anh có bạn gái rồi, thôi bây giờ mình giống như coi như bạn đi. Cái xong ảnh mới nói á, bây giờ ảnh với bạn gái đó không còn quen nữa. Mà em cũng nghĩ là nếu mà ảnh không còn quen nữa thì thôi mình cũng mở lòng. Tại vì á, em nghĩ cái đó là cái duyên á. Tại vì mất hết liên lạc trong vòng 3 năm trời mà đông người như vậy mà vẫn có thể gặp lại được chồng mình. Thôi bây giờ coi như 3 năm trước bỏ đi, bắt đầu dạ. Tính từ thời điểm 3 năm sau gặp lại. Dạ. Gặp lại. Cho tới bây giờ là 6 năm. Dạ. Đúng không nè? Đó dạ. Yêu tình yêu suôn sẻ không hay là gặp gần sóng gió? Dạ có, là cái vấn đề gần cưới á là anh á thì muốn đám cưới là gộp chung, tại vì anh thì không có bạn bè nhiều rồi nên á hả ảnh muốn gộp chung với nhau. Rồi cái em á thì ba mẹ bên em thì muốn đã riêng. Mà một người thì ở quận 6, một người ở quận Gò Vấp nên rất là xa, nếu mà khách á đi như vậy người ta không có đi được.
rồi nên hai bên cự với nhau thôi, là em giữa em với chồng em thôi. Gây quá trời luôn, rồi xong cái em nói thôi nếu mà vậy không được thì thôi khỏi cưới. Cái anh cũng không có chịu nhắn tin cho em luôn, cũng im luôn một thời gian á. Cái cũng hẹn nhau ra ngoài gặp nói chuyện đi. Rồi gặp nói chuyện rồi nói vì cái chuyện mà hai bên gia đình vậy mà mình không có đến được với nhau vậy đâu có được. Anh Bình mới nói thôi giờ nếu mà theo vậy em muốn theo ý em thì làm theo ý em đi. Là rốt cuộc cũng anh cũng đồng ý là đãi riêng. Thì thôi là cũng vui vẻ rồi. Dạ. Hết hồn à. Bây giờ sức bước nói chung là không được nữa. Như em kể mà nó mắt lóng lánh là cái giọng nói đó tôi sợ đó, cái gì đó. Nó khúc mắc nó xảy ra nữa nhưng mà cuối cùng thôi. Thôi vui quá rồi, vui quá đó rồi. Rồi. Không, bây giờ lấy kể chuyện bây giờ mình lấy nhau được bao lâu em? 3 năm. Dạ. Thì có tật xấu. Bình kể đi cho Bình kể đi, nãy giờ Bình cứ thủng thức muốn nói một điều gì đó. Tật xấu của bà xã em á là quá yêu nghề. Có nhiều khi mà em tưởng là bây giờ là cái ổ bánh bà là ông xã không? Là có nhiều lúc mà không có đơn đặt hàng gì á, bà cũng lòi bánh ra. Làm những cái bánh mới làm riết. Em yêu nghề quá. Em tự học, em tự sáng tác luôn đúng không? Dạ, giống như em cũng lên mạng em coi thêm rồi em nói là mình bán online thì mình phải tìm cái mới chứ mình đúng. Tối ngày mình bán một món vậy hoài người ta cũng ngán. Rồi cái nhiều khi không có đơn đặt em cũng làm, cái anh nói chứ không biết bà ghiền tôi hay ghiền bánh. Cũng như thời gian mà rảnh á thì mình nghỉ ngơi đi. Có khi nào mà hai vợ chồng vì cái chuyện đó mà cãi vã nhau không? Dạ có. Cũng có. Thường bên nào bắt đầu cuộc khẩu chiến? Dạ. Em bực đúng không? Dạ thường là em sẽ người đi rước con về. Rồi xong rồi mình lo con này nọ xong hai người chồng cũng xích mích nhau giống như là con rồi bỏ không có ai coi hết. Có nghĩa là bây giờ ghiền bánh hơn ghiền chồng rồi còn tật xấu gì nữa không? Có cái chơi hơi lố. Không chịu có nghĩa lắm. Là em thì là sợ đường mà bả chơi á bỏ quăng đường vô người em. Đường gì? Đường cát đúng không? Đường đúng rồi, đường cát. Quăng là bánh đó cơ. Quăng gì hả? Bả thử coi em có sợ đường không, mà từ nhỏ đến lớn rất là sợ đường đó. Bả chơi một cái luôn coi như lúc đó là cơ nó bị dập hết rồi, nó dạ nó bị rứt phải không? Em chỉ cần lấy đường cát chét vô người ảnh là trời, ảnh ổng nóng tính mà đến nỗi mà giống như hai con người á. Em có bất ngờ về cái điều đó không? Dạ em hết hồn rất là bất ngờ luôn, tại vì á ảnh mà đó cũng nói là tôi sợ đường nhưng mà em không nghĩ là sợ đường sợ là đến cái mức như vậy. Trời dạ, bị quăng chuột quăng dán vô người á phải không? Đời cuộc đời nó khổ vậy đó. Ghét cô nào trời cho cô đó, ghét đường bởi vì lấy bà vợ làm bánh. Hay quá ha. Mà tức là bây giờ em có biết lý do vì sao mà em sợ đường vậy không? Giống như là mình sợ nó rít rít. À, rít rít là mình sợ cái đó. Cơ thể em giống như bị dị ứng với đường hay sao là nổi đỏ hết sợ, người luôn. Sợ. Ồ, ngủ quá. Rồi trong khi mà chị không có ngọt là chị chịu không nổi. Tôi cũng vậy đó. Trời ơi, tôi một ngày mà không có đường vô người là chịu không nổi. Thiệt luôn á. Trời ơi. Rồi chị hỏi nhỏ xíu. Vợ em á mà làm bánh xong á rồi không chịu tắm rồi đi ngủ luôn. Rồi đêm mà nó khều móc em dám không? Dạ không. Không luôn. Vậy luôn hả? Tức là sợ tới mức như vậy luôn á hả? Trong lúc tình cảm cao trào lên mà người dính đường thì sao? Vậy là giờ em phải vô đi tắm. Đang quen á là thời điểm đó em còn đang học làm bánh. Mà hả ảnh á lúc đó là hẹn đi uống nước, uống cà phê. Cái ảnh cũng hôn mình, hôn tóc, hôn mặt. Cái anh nói trời cái người bà hơn mùi bột quá. Mà giờ sao anh cưới em đã đợi anh nói em mùi đường không anh sợ. Thì á em có hay bị tụt mút về cái vấn đề đó không? Dạ cũng có mà ít lắm, mà thường ảnh không à, em không có thèm. Không có thèm. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Chắc hết. Chắc chưa? Chắc. Để tôi khui bên này nè đó. Dạ. Còn anh ấy như thế nào? Anh ấy thì nói chung là tốt lắm nhưng mà chỉ có cái là mê game. Mê cực kỳ. Game đánh trận nữa hả? Dạ, ảnh có thể chơi 3-4 máy luôn á. Trời ơi. Có khi nào mà lo mê game quá mà quên đi cái bill của khách rồi hai vợ chồng cãi vã nhau? Dạ có. Nhiều khi hả một mình em lo không có kẻ sể mà cái gì em cũng khoái ôm vô người hết á. Còn ảnh nó giống như giờ em kêu anh ơi anh làm đó đó đi, cái là ảnh làm đó 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 có chừng xong thôi. Ảnh nói em còn thiếu cái gì nữa không, em còn cần anh giúp gì không,
là ảnh không có cái nhu cầu đó, là ảnh chỉ có là xong việc của ảnh là ảnh bấm chơi game thôi. Dạ, ảnh chỉ có cái tật xấu. Rồi giờ hỏi ngược mình xíu nữa nè, mỗi lần cãi vã nhau ai là người kèo trên? Chắc giờ em là người kèo trên. Có cái nào quấy nóng tính của em quăng đồ ở khỏi nhà không? Có hồi đó thì ở bên nhà em thì có đòi đi về nhà vợ. Là còn bây giờ em qua nhà vợ là coi như là cổ hết vụ đó rồi. Là coi như đâu có đòi về nhà vợ được. Nhưng có nào đuổi em ra khỏi nào? Có khi nào đuổi em khỏi nhà không? Đuổi em về nhà chồng không? Có. Cái gì? Có kìa. Đâu kể chi tiết coi. Cũng mới đây gây lộn cái vụ chơi game hả? Cũng mình kinh doanh dạo này giống như là nó hơi chậm bill. Cái em nói là bây giờ suy nghĩ cho cái gì cho bán được đi chứ mà hả, cứ vậy hoài à. Ảnh cứ từ từ cái trong thời gian là không có bill là ảnh lại chơi game. Rồi cái mỗi lần thấy chồng chơi game là bực. Mặc dù là không có việc khách cũng không có đặt bánh, đâu có cái gì để mà hấp tấp đâu. Mà mỗi lần thấy ảnh cầm game lên là khó chịu. Dạ khó chịu. Em không thích, không thích anh ấy chơi game. Dạ. Rồi ông bán chừng lại đó. Dạ. Thì vợ chồng chắc có lẽ là cãi vã nha. Dạ, chắc có đỉnh điểm đúng không? Đỉnh điểm là em với chồng em gây lộn. Nhiều khi em nói nặng quá, bản thân ảnh nói á, ảnh về đây là vì em. Ảnh đâu phải không có nhà cửa đâu, mà nói chuyện kiểu giống như coi thường anh. Rồi cái thế là đùng 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 bỏ đi. Xong cái sau này mà huề rồi em nói trời, tôi đàn bạn gái hả, gây lộn á, bỏ về nhà vợ. Còn ông trời, ông trai mà. Ông bỏ về nhà chồng. Bỏ về nhà chồng. Anh vậy rồi, đó. Rồi có cái chuyện đó nhiều lần không Bình? Có cái vụ đó là em với vợ em giống như là hơi làm lố quá, là cũng chạy về. Giờ tôi chở bà về, tôi lấy giấy kết hôn, bà này cũng theo về luôn. Về tới nhà cái cũng leo lên lấy giấy kết hôn rồi về lại. Nhưng mà trong cái đoạn đường mà mình về á, hai người thủ thỉ rồi về tới nhà quẹo lại. Cho cái quẹo lại. Dạ. Cũng quề. Về nhà chồng. Em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Dành thời gian cho con với chồng, với bớt lãng mạn. Bớt lãng mạn hả? Có nghĩa là em cũng hơi là cứng trong cái diện mà lãng mạn thì em cũng không có mấy. Cái bà coi được cái clip tình cảm mà người phụ nữ kêu người ông chàng cái tay á để họ cúi xuống thì em cũng đâu biết đâu, kêu nắm tay cái bà vừa cúi xuống thì em quả phản xạ của giống như cầu thủ đá banh á, người ta chụp lại thì em cũng chụp lại luôn. Thế là khóc sướt mướt luôn, nó em hết yêu em rồi. Lúc đó em cũng không hiểu gì nữa. Thế là chụp ngay cái điện thoại coi lại cái clip đó mình mới hiểu ra là cái clip đó là clip cầu hôn. Cái clip đó làm sao đó em làm lại gì coi thử thôi chứ chị cũng chưa coi. Để có cái clip nó kỳ vậy. Em coi chưa? Em coi chưa? Chưa. Mà bây giờ mình làm ở nhà đâu hay làm ở đây nè, mới là hay nè. Làm lại cái lãng xẹt hay là cái thiệt? Cái thiệt. Cái lãng xẹt đó chứ, cái lãng xẹt nó kỳ lắm chị ơi. Hả? Đâu đứng lên làm thử đi. Nó không sao đâu. Về tôi làm cho vợ tôi coi. Rồi, ông chui vô đi. Ủa? Vợ chui vô. Rồi bây giờ chúng ta làm lại cái lãng xẹt. Còn cái lãng xẹt thì sao? Cái lãng xẹt, bữa lãng xẹt sao? Chui vô. Anh hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thúc là cái đầu vô ở đây nè. Hiểu rồi, cái lòng hết hồn luôn. Á. Khóc luôn, hết luôn. Dạ, hết hồn. Quá dễ thương. Mà từ bữa giờ tới giờ là có làm cái hành động này không? Dạ không, không hề. Mà hôm nay mới làm đúng không? Hôm nay mới làm đúng không? Đó, nay làm rồi. Và hy vọng rằng là về nhà tối nay làm nữa, mỗi ngày làm cái đó làm vậy thôi. Còn em mong muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ thì ảnh trong cái thời gian mà làm việc á là em mong ảnh là giảm game lại. Giảm game đúng không? Dạ giảm game là vậy thôi. Bây giờ chị nói nè, vợ chồng tụi em á nó có một cái vấn đề như thế này. Hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Dạ đúng không? Dạ. Thì em cứ hình dung đi, nếu ngược lại em ở nhà chồng thì chắc chắn em cũng có những cái suy nghĩ, những cái mà lâu lâu mình sẽ cảm thấy mình bị đơn độc và mình rất muốn cái sự đồng cảm lan tỏa của vợ mình với mình hoặc ngược lại. Đúng không? Thì hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Cho nên cái việc mà chồng em sẽ rất dễ bị gọi là tổn thương, rồi mặc cảm, rồi tự ái, rồi buồn, rồi chạnh lòng nếu như cái người mà không quan tâm đến ảnh là em. Em hình dung không? Làm sao mình bắt ba mẹ vợ mình quan tâm tới mình được? Đúng không? Con thì còn nhỏ, con mấy tuổi? 2 tuổi. Đó, con mới có 2 tuổi thôi. Dạ. Thì bây giờ cái người duy nhất mà để cân bằng cái trạng thái của ảnh là em thôi. Đúng không? Thì ảnh lại thốt ra cái câu là em mê bánh còn hơn mê ảnh nữa. Đúng không? Dạ. Còn em thì tại vì sao em đang sống ở nhà em, chứ em không có được cái cảm xúc đó. Dạ. Tức là vì em đầy đủ quá.
Tại vì từ trước giờ mình sống cái nơi mình lớn lên là như vậy rồi, là mình không thấy có cái sự thay đổi. Nhưng mà em phải cảm nhận được cái sự thay đổi hoàn cảnh sống của chồng em để em hiểu là em phải quan tâm đến chồng em nhiều hơn. Em luôn luôn làm một cái nơi mà để cho chồng em cảm thấy là ờ, đây là nhà của mình, đây là cái tổ ấm của mình thực sự, đúng không nè? Chứ còn em cứ ôm cái bánh rồi em ôm cái hũ đường đó là chồng em đã sợ đường muốn chết rồi. Ôm cái hũ đường, ôm cái hũ bánh rồi chồng biết làm gì giờ? Chơi game thôi. Chơi game để mà mình quên đi cái là hiện giờ mình đang đơn độc. Nó rõ ràng là như vậy. Mà đã dạy vợ lại, chị cảm nhận là như vậy nè. Chính vì em không hiểu được điều đó nên nhiều khi cái cách nói chuyện với chồng nó rất là vô tư. Là vô tư thì thành ra là chồng em sẽ cảm thấy chồng em bị tổn thương. Thì chồng em lại có một cái phản ứng ngược lại thì em lại dễ bị tổn thương hay khóc nhè, đúng không? Dạ. Nhưng cái điều mà chị nói ở đây, cái người đầu dây mối nhợ phải là em. Bởi vì sao? Vì anh đang ở nhà em. Còn nếu ngược lại em ở nhà anh thì cái trách nhiệm đó là anh phải làm. Nhưng bây giờ trong quan hệ vợ chồng của tụi em bây giờ là em phải là người đầu dây mối nhợ chuyện đó. Xóa tan đi tất cả những cái đơn độc. Đừng bao giờ để chồng mình cảm thấy là cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình nha. Thì là em luôn luôn phải quan tâm để ý đến ảnh nha. Ôm ảnh nhiều hơn đi, đừng có ôm cái bánh nữa, đúng không? Rồi hai chồng ôm đứa con đi, coi như ba ngọn nến lung linh nè. Đó, đó dành thời gian ôm nhau nhiều một chút nha. Rồi, xin cảm ơn các em. Đúng không em? Rồi.